nói chung là em may mắn quá. Thật là em cũng không nghĩ là em gặp được chồng em, ba mẹ chồng em thế này. Nó thật sự là những ước mơ. Lúc em mơ em nghĩ trời ơi, chắc không bao giờ mà em có một cái đám cưới như thế này. Rồi em cũng không nghĩ là chồng em sẽ thương con trai của em như là con ruột chồng em, cũng như là ba mẹ chồng em đối xử nó giống như một ước mơ vậy anh. Nhưng mà thật ra là nó là thật đó anh. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Chỉ mong mẹ sống vui vẻ, hạnh phúc, với lại lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn con. Thương con.